Ờ không? Gì gì mà tính quá à? Nãy giờ anh không gì cho? Vô. Ê, vô đi, vô buồn đậu mày vô. Ê, vô nhà chơi đi. Vô làm vậy? Thì ông đi giờ. Quay nữa. Ra đi bằng con để sao quay gì nữa. Mỗi lần tao thấy mày cầm mày mới quay là tao sợ rồi Nam ơi. Dạ thôi. Mình đợi ông Túc chứ ông đi thì Túc mình quay gì ông đi. Túc. Vô nhà đi. Ông đi cỡ nửa tiếng gì vậy? Chiêu gì à? Tao ông Túc với lại quay luôn vậy. Đi. Đã nói cho nó mà đợi dưới giờ thâu còn gì cho nó nữa. Gì vậy? Nhanh đi, đừng có rộp rào quá, đi. Nhưng mà cho cái gì? Trốn gì? Em có cái màn rồi. Màn gì nói chứ, tự nhiên nói cái màn không cái màn nói người ta nó biết hết. Mất hay. Chứ giờ mày không nói. Cậu cứ rồi. Riêng liên quan đến chuyện tiền bạc là Thái. Đi. Sợ nó. Có nhìn Nam mới chịu. Biết nghe. Em chịu. Hai bé nào vô. Nam lo, lo quá. Đi. Đi, nhanh đi. Vô chứ, vô mày cầm đeo quý. Rồi, mày cầm đeo quý. À hử? Ủa? Không, ông kêu sao gọi chị cũng được. Mới gọi anh đây. Nhà cửa thì mới ra, chẳng vẫn đổi với bạn. Gọi anh kêu cầm tiền đi lấy hàng, bị thiếu tiền gì đó. Cho mới đi chơi hàng mà ông cầm tiền mà. Ông kêu thiếu tiền, thiếu 300-400 ngàn gì đó, ai biết. Ông kêu mất điện, em kêu là thiếu 400... Mày chỉnh trọng tao thiếu tiền, mày cầm mấy quay lại gì? Ai biết. Ê là quay lại để làm bằng chứng, để nói bọn tôi... Giang xảo ấy. Giang xảo đâu, lừa gạt sao? Nhưng mà ông nói tôi không đi cầm mấy quay, ông đi chở hàng, cầm tiền thêm mà sao không có. Ông mất điện, chạy điện không được. Lấy điện thoại ra đưa cho chị xin đi. Có điện lại... Cái tin nhắn ông mất điện đi mà. Đưa thiếu tiền đưa không? Cho chị dạ. Coi luôn. Nhanh đi. Em không có bao nhiêu tiền? 400. Gì 400 ngàn dữ vậy? Chứng nhiêu? Bà năm rớn lên, dư ra 50 để ông lớn. Uống cà phê rồi chứ bà. Bà ông người tới xịt đồ nữa nè, hết chết rồi nữa nè. Ông hết pin rồi. Ông hết thì... Ông kêu gọi chạy không được. Gọi bọn em nói nhanh cho hết pin rồi. Đang đứng ngoài bình định ra. Nhanh thứ. Màu với xe em cũng chuẩn bị hư quá. Hết đi ra ra tiền được là anh chửi đáng chịu quá. Chứ nếu mới gọi chị khoảng đồ thì coi có một người nhớ đâu đó thì biết chứ gì đâu ai giống chị đâu. Giờ ai chạy ra giùm? Em. Mày ừ. Không ông Thanh chạy giùm tôi không tin. Bán mày cái em bán mình gian đâu. Không mày mày không đi. Tin. Ai cũng được. Thì anh đi cũng được. 400. Thì 350 ông kêu thiếu 350 mà đưa ông thêm 50 nữa đố 400 thì ông đố xanh đồ lơ hết xanh đố làm sao quý làm gì tiền bạc lúc nào có tiền mà sao kêu chở hàng rồi mà còn ông tiền đâu ông có nhận túi ông chở hàng cho chị lấy, ông sao không bọc thì ông lấy mà ông nói thôi ông đang đứng bóc hàng kiếm hàng gì đó ai biết vậy ông đưa nhanh lên điện gì ông chứ à chục bàn trăm chục bàn rồi nhận được 400 thì nhanh đi mình đưa nhanh chứ sao cái tiền bạc cái kẹo mặt chưa mặt thiệt quả chứ tiền của tôi chứ ai lạnh gì nè kỳ kẹo đưa chồng bà đem đe dùm mẹ nha cho ông ấy hàng cho si tới nha ừ đem đe đưa dùm chứ nhớ bà dữ à quả chứ sao mày nhắn mày đưa cho ông nhanh còn lẽ nói câu đâu đi ra đi ra tao không được cho nên tao mới đưa ở nhà ờ đi ạ nhanh đi đi lên xe nha. Sao vậy? Thì lấy tiền được đâu, phéo như thầu. Má ông gì không biết ông như con. Ông biết đâu. Em nói anh nói thằng anh nói lấy gì ông biết. Ông đi nè xa xa già đúng bàn xíu rồi. Má giờ sao mày? Vô đặt giống quay đi rồi chờ ông gì không? À quên thì đặt giống quay. Vô kiếm chỗ nào đặt cái quay nghe rồi. Tiền này anh em mình đi đâu? À. Chết còn đi đâu nữa? Thèm bia mà. Dạ thèm bia chứ mày. Dạ. Anh thèm không? Dạ nhưng các bạn. Bây giờ thèm bia không? À. Trời lạnh uống rượu mẹ gì uống bia gì vậy bia? Chị thông chia tiền ấy. Thôi chia tiền. Ai người đó gì vậy? Tiền. Thông ấy. 200. Em 200. Mày tao đá mày. Lớn nhiều nhỏ chứ. Hồi nãy ông vô tôi nói. Nhưng mà em. Mày lấy 100 mày lấy không? Nhưng mà 200 đập luôn à. Không chứ thôi giờ mày 100 lao thâu nhậu luôn rồi như tiền bạc bây giờ đi nhậu
mày cô vô đẹp cũng quen nha. À. Nhanh đi ra chơi nhậu nhanh đi. Rồi. Bữa mình đi đẹp mấy quen nha các bạn. To quá anh chơi không đâu. Anh với anh kêu anh Hào á. Bà gác bỏ lên đưa ông em một ngàn. Ở trả cho xe chở hừ xe. Bỏ chết tiền xe bao nhiêu? Tiền xe 5 tiền. Ê em hỏi tiền. Có đem tiền không? Có đem tiền đó trả tiền hàng không? Thì tiền xe bà gác là 50. Còn tiền xe của anh kêu vô là 400. Mệt phải em hỏi anh có đem tiền không? Có mà. Có đem tiền đó trả không? Có. Để. Chứ sao anh gọi điện cho em không được rồi. Anh gọi cho Thành nào nói Thành kêu Thành vô đây nó nói là không nên tiền đó đưa hàng bị thiếu. Anh đưa thêm, em đưa thêm 400 ngàn. Thanh nào chứ không Thanh nào đó. Thành Thanh chứ Nam chứ Thành nào. Nói chung này nó nói là đưa thêm 400 ngàn cho anh Thăng đưa tiền hàng chứ bị thiếu đâu. Thanh nói vậy. Mà nó có đưa không? Nhưng anh mới bởi vì anh đi chơi hàng mà. Bởi vậy em cũng nói tại sao mà ông chơi hàng mà ông không có đem tiền chứ. Trong khi đó hầu giờ chơi hàng làm gì có chuyện mà không đem tiền. Nói dù này nó nói ông Hằng gọi điện cho bà không được, gọi điện cho tôi nhờ vô lấy tiền đem ra cho ông dùng. Vậy có được không? Dạ ông đấy, không được, tự nhiên ông kêu giờ đang cho hàng vô hết tiền, xíu tiền mà biết không được. Dốt chưa? Quả chết tự nhiên chốt, ông kêu bây giờ ông hỏi gọi điện, lúc mà tôi gọi lại rồi mấy ông cũng đâu gọi được đâu, kêu mấy hết pin. Mấy hết pin này, pin thì học cho, để em cho game hết pin thì học. Mấy quần què vậy, mấy hết pin đủ quý cứ cho game hoài. Làm công trạng gì lớn lên giờ tự nhiên nó mất 400 ngàn đi, không biết nó ai lận, không biết anh đi đâu hết. Giờ nó nói nó đi tri đích danh, nó kêu nó đưa cho ông, giờ làm gì đây? Giờ, nhưng mà anh đâu có lấy tiền đâu, anh mới có giờ anh phải lấy tiền hả? Gọi điện nghe nó, tôi biết giờ nó lận tôi của tôi 400 ngàn rồi, giờ tôi biết đòi lại cho tôi. Bắt quà rộng đi nữa. Anh em nhìn như một quẻ lúc nào cũng tiền ở đó. Cứ sơ hở nó thấy đây là nó kiếm chuyện liền này. Giờ gọi được nè. Tôi bảo mẹ. Nó đi bán thằng nhẹ, thằng hai này, thằng nam này. Dưới thằng Thanh nha, bán thằng nó nha. Mình chiếm mày. Mẹ nó cầm máy quay nữa, tôi hỏi ông làm gì, nó làm gì cầm. Tôi hỏi mày làm gì cầm máy quay vậy nhỉ. Nó kêu giờ tôi quay lại tôi làm bằng chứng cho đỡ. Chứ ông không cháu tôi sao. Cháu gì? Anh làm gì nó là cháu. Bởi vậy nó nói vậy, nó nói làm bằng chứng cho đỡ. Mấy bà nói tôi, mấy tụi tôi ăn gian. Bởi vậy anh nói em bị nó trôn miết mà em bao giờ em lớn lên được. Đều em phải thông minh lên đi biết không? Mình người. Ông giỏi thông minh đi, ông giỏi thông minh trong tình huống đó. Ông giỏi thông minh đi. Thôi giờ. Giờ tôi biết giờ mất đen 40.000 tôi gặp đời tôi cũng mất tiền nào là đâu. Thì nhưng mất mới gì tiền của em đi nói làm kiếm làm lấy chứ. Tiền tôi giờ ông đi tìm nói anh em nhà anh cái bộ anh em nhà tôi vậy. Anh em gì cái tao cứ trôn để lại. Cái đâu mà là không đợi em hiểu không? Trôn nào ra ngoài đường ngoài nhau. Trôn ngoài đất ngoài cát kìa trôn mất gì giờ này cứ kiếm chuyện tôi chuyện còn buôn bán tôi có đem ra trôn à? Vậy sao mất 400 ngàn đồng tu mấy trẻ ai? Tốn nhập lại lên trong nhập quá vợ. Quá rồi tôi gọi lại lần nữa. Giờ gọi được nè, bán thằng gì á. Ui nó kiếm tiền, nó kiếm tiền, nó lấy tiền cho nó thương tiếc gì nè, nó thấy đậu rồi nè, nó đem tiền ra dùng. Xuống hai thừa bao luôn à? Có thằng nào gọi được đâu. Có biết ngay mà nó lại lận tiền, tôi nhìn thấy sạch của ông, nó tập học giờ làm sao mà có cái chuyện đi chó hàng mà không đem theo tiền được nó lan lắm. Mà nói em cũng dơ. Cái chuyện tiền bạc tiền ở trong túi mình em đưa người ta bây giờ nó mất rồi em ra anh quả chết đưa. Thà là đưa người nào lẹ chứ đúng không? Lẹ thì mình còn đồ phèm chứ tự nhiên nay ai với thằng Thanh với thằng Nam mà mẹ đồ phèm chứ. Để thôi ráng chịu giờ em không đi rồi về cho tôi với tôi cái lòng nha. Không biết có tiền em dạy em đưa em ráng chịu. Dạy đưa vậy bữa sau mày kéo mấy cái người đó về đây nói là coi chừng ở nhà sắp cái đầu tôi vừa ráng chịu quá. Mấy anh em ở đây làm tròn em biết rồi. Cái nhiều hồng mình anh nói em mình phải có cái đầu, nếu cái đầu phải có cái não, nếu không có cái não vô cái đầu này ông bỏ não vô trong đầu ông trước đây ông đi giờ ông chạy lại mấy em của ông ạ. Đừng nói chuyện giờ mất 400 ngàn của tôi, giờ tôi biết ai rồi trả 400 ngàn đi. Giờ anh gặp mấy thằng đó anh còn đòi lại được 400 ngàn cho tôi không được, giờ tôi biết nói làm sao. Thằng bá giờ em đưa nó em đòi anh biết ông chị và gác nào mấy anh chối luôn. Ông đi đâu đi vậy, tự nhiên xe của tôi ông cũng có đi được. Đi tìm 400 ngàn về lại cho tôi. Đưa xe anh vô nhà nó anh kiếm.
Đi bộ cho nó sang. Đi bộ sang ừ, thì em cứ đưa chị luôn. Thì chiều anh cầm cái này đó. Em cũng nhớ nó bị nó lừa hoài hết lần này tao lần kia mới quay. Em sợ là nó lừa cho nên em mới bắt máy lên em gọi đâu, mày gọi thơ bao đó nha, chứ không phải là không gọi đâu. Nó hồi giờ máy em có hết pin không? Máy tôi không bao giờ hết pin, máy tôi full pin. Đưa cái gì của anh lên nhà. Đừng có chơi game, đừng có chơi game thì lấy đâu ra mà hết pin. Nói lại rồi. Chứ sao? Game là đồ giải trí hiểu không? Sao mấy bọn những tao game cái chứ mấy anh chưa để tao game hết là chết đó mày. Mày cái trời không được đúng không? Không. Tài bộ. Tài bộ. Gì mà đánh như vậy? Nãy giờ anh không gì cho. Ba thằng quý mày đưa tiền mà nha. Mày gì đưa? Đó ông Hằng ông gì rồi ông nói là không có tiền bạc gì hết nha. Mấy thằng quý kìa. Anh quý mày em quên một thằng phớ nó hú não bây giờ tôi mới chết gì người tao. Cái gì tôi làm nó thâu giờ làm người để biết rầu. Ngồi vậy ngồi tôi ngồi mua bán tôi biết ngồi gì hết á. Mấy anh em tôi làm người để biết rầu. Ông vợ lớ lớ nhậu à? Bây giờ anh đưa tiền à? Ông vợ lớ rầu. Làm sao kiếm tiền trả nha. Mình đã con bả thành công rồi nha các bạn. Ok nha, xin chào hết tất cả mọi người nha. Thì giờ để vợ chồng anh chỉ cãi nhau chửi nhau gì đó thì mình biết. Rồi giờ lỡ lấy tiền rồi giờ sao? Giờ đi nhậu với sao? Tao nhậu không biết được rồi. Sáng chút nữa mình nhậu mình gọi anh Hân ra nghe mọi người. Thì thôi giờ mình kết thúc video tại đây nha. Chào hết tất cả mọi người. Nếu mọi người có yêu mến Tim thì đỡ cho Tim một like và một phút like một đăng ký để cho Tim có thêm động lực để làm video vui hơn nữa nha mọi người. Bye bye. Xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Còn video. Bye bye.